Xin chào và cảm ơn quý vị đang xem video trên kênh Trai Phố Núi. Trong video ngày hôm nay, Trai Phố Núi sẽ xin chia sẻ với quý vị nó là loại thuốc để phòng và trị bệnh thán thư trên cây hồng. Trên cây hồng thì bệnh thán thư thì hình như đa số cái loại thuốc nào cũng giống nhau thôi. Nó có hoạt chất nó giống nhau, nó pha tỷ lệ nó khác nhau một chút thôi. Còn trong cái video này mình sẽ chia sẻ là những cái giai đoạn nào để phun phòng và trị bệnh thán thư nha quý vị nhé. Đây cái thuốc ở đằng sau chai phun núi đây. Hôm nay chai phun núi sẽ phun cái bình nhỏ thôi, vì hôm nay chai phun núi sẽ phun một cây thôi nhá. Xin mời quý vị. Vâng, thưa quý vị, khi chúng ta phun thuốc hoặc là làm gì chúng ta phải đeo đồ bảo hộ nhé, khẩu trang, găng tay và quần mưa, áo mưa gì chẳng hạn. Đây là một số loại thuốc của Chai Phố Núi phun nha. Này, cái này nó có hoạt chất mancozeb này, đa số là có hoạt chất mancozeb và một số chất phụ da thôi. Đây là man us, cái này là radosit. Để thành phần này mancozeb này, đấy rồi đấy, mancozeb này các bạn có thể thấy. Đây là hai cái thuốc mình phun, chai phun núi phun nhá. Trước chai phun núi phun cái loại kim cương này, ma xanh này, riomigon, đa số là nó cái thuốc trị bệnh thán thư hoặc phòng ấy thì nó đa số là chỉ có cái thành phần mancozeb này thôi, đa số là thế. Mình sẽ bỏ xuống cái bình này, có phun một cây thôi. Trước đợt đầu tháng 8 ấy, đợt kia mưa quá không phun được, trời mưa không phun được, nó bị bệnh. Thì các bệnh thán thư nó lây qua không khí như độ ẩm, các kiểu gió nữa, ẩm quá nó cũng bị, trời mưa, đợt mưa ẩm quá, độ ẩm cao nó bị. Ở La Sơn này, lắm mình cho cô ngắm mới phát bóng mà. Cái nhà lắm cũng mà không, cái nhà lắm cũng mà không ạ. Cái đám mân mình mà vó mình đây bên á hầm mân mình mới hơn á. Chạy phụ núi với cho thuốc vào đây rồi, chúng ta ngồi căng tan đều rồi. Bố nghe lắm chả họ. Làm quay video xong rồi các bác. Quý vị, về Trần Phú Núi sẽ đi phun rồi, mời các bác tiếp tục theo dõi nha. Vâng, thưa quý vị, đây là cây hồng vành khuyên này. Cây này Trai Phú Núi cắt 4 lần rồi, tại vì cái đợt trước trời mưa quá không phun được. Mình là Trai Phú Núi cành là bị cắt đi rồi, nó mọc ra chúng đợt trời mưa ấy, không phun được nó lại bị luôn. Bây giờ trong mấy ngày trời nắng này Trai Phú Núi phun này, hôm trước vừa phun rồi, cách đây 2 hôm, hôm nay lại phun tiếp vì cái đợt nó ra chồi non này này, mình phải phun. Đây là cách của Trai Phú Núi, không biết là có đúng hay không nhưng mà cứ làm thử đã. Đây là cách của Trai Phú Núi quý vị nhé.
rồi chai phun mới sẽ phun cây này. Những cái đợt nào mà nó mọc chồi non ấy, chúng ta phải phun thì nó mới đảm bảo là không bị bệnh. Nếu mà chỗ nào chưa có bệnh thì không sao đâu. Nếu mà phun phòng ấy, thì phải phun những cái giai đoạn như này, mọc chồi non này này. Đấy, quý vị nhá. Còn cái trị bệnh thán thư ấy, thì chai phun núi cũng chưa biết cách là trị như nào đâu. Chỉ biết là thứ nhất đó là cắt những cái cành nào bị ấy, cắt đi, đừng có tiếc làm gì cả. Cắt và phun qua một lần. Nếu nó mọc chồi thì lại phun tiếp. Cách 2 hôm lại phun, nếu bệnh cây kia bị bệnh nặng ấy, phun. Vậy nha. Rồi. Rồi chai phun núi phun nha quý vị nha. Để không, không có chỗ để được. Bơm cái bình này đã. Bịt khẩu trang. Một cây pha cái bình này để hơi hơi nhiều. Nhưng mà số quý vị trước hỏi chai phun núi khá nhiều trong thời gian qua thì một số người hỏi là cái hoạt chất gì trong cái thuốc để phun bệnh thán thư, cái lúc ấy mình đã chia sẻ rồi, và cái bác phun thuốc gì lúc đấy mình cũng chia sẻ với các bác rồi. Các bạn nhắc lại là cái mancozeb, cái hoạt chất mancozeb kia là có cái thuốc gì nhỉ, man us này, radoxit này, ridomigol, man xanh, kim cương, thế lại cái thuốc gì kia nữa nhiều lắm. Cái quý vị cứ xem có thuốc nào có hoạt chất mancozeb thì có thể phun được. Nhưng mà phun đúng cái giai đoạn của nó cơ. Được giai đoạn thì mới có thể phát giúp cây được. Xanh được, không được bệnh. Xin mời quý vị xem qua vườn hồng một trái phun núi này. Những cây này nó mọc cao quá, trái phun núi vẫn cắt cỏ thường xuyên nha. Nhưng nó ít ít mọc nhánh, cứ lên thẳng. Một cây cây kìa, nó có thể lên 3 mét, nó dài 3 mét, nó không không cái mình không cắt ngọn, nó cứ lên ầm ầm. Những cây như thế này nó mọc từ đây này, từ lên trên cao luôn đấy, nó phải khoảng hơn 2 mét cây này, ở dưới kia khoảng 3 mét cây cao kìa, ở dưới kia hơi bị cao luôn. Cảm ơn quý vị đã xem hết video trên và xem hết video này. Hy vọng là qua video này sẽ giúp ích cho quý vị. Trong thời gian tới thì Trái Phù Núi sẽ chia sẻ về cái hồng, những chăm sóc và cái phòng trừ bệnh của cây hồng mà nhiều hơn. Trái Phù Núi có đăng ký một cái lớp học về trồng và chăm sóc cái hồng, hồng vạch khuyên hoặc hồng bảo lâm.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.